Có nhiều người đã từng nghe một số, nhưng mà bữa nay có một số bài mới soạn soạn lại. Nhưng mà cái thơ đó là mới quan trọng, lý vì sao? Lời của mấy thánh nhân dạy cho mình nó hay hơn là lời của Kiệt nói. Kiệt chỉ là nói lặp lại rồi nói theo cái thực tế mình, theo ý Kiệt. Nhưng mà lời này lời của mấy thánh nhân, đâu ai dám đổi đâu. Mấy thánh nhân đã nói cho mình biết chuyện gì đang xảy ra hôm nay, cách đây hàng trăm năm về trước rồi. Tại vì mấy vị coi giống như cuộc đời của mình, nó giống như cuồng phim. Thì mấy vị đã coi phim trước rồi, mấy vị trả lại cái khúc nào, forward hay rewind là khúc nào thôi. Còn mình bây giờ mình còn đang bắt đầu nằm trong cuồng phim, thì mình cứ nghĩ là nó lạ, chứ thật sự đối các vị đã biết cái gì xảy ra, mấy vị mới làm ra mấy cái thơ này, mấy cái sấm cơ này. Là Phật, Thánh, Bồ Tát, Thượng Đế đã coi cái cuồng phim của mình rồi, tới khúc nào, diễn cái gì, ai diễn vai gì, Nga thua, Trung Cộng, Biển Đông dậy sóng, chia 5-7 gì gì đó, Việt Nam thay đổi hết đại khái, rồi con dân Việt Nam hân hoan trở về nước Việt rồi vậy. Thì là mấy vị đã coi xong cái phim rồi mới có những cái bài thơ này. Em quen với mấy người bên Việt Nam qua. Mấy người đó ở đâu vậy? Mấy người đó Cần Thơ hả? Chứ không phải Sài Gòn hả? Cần Thơ đất lành cũng không sao. Thôi học ở Việt Nam mà học có giỏi cái nào cũng đi ủ lá chuối. Bên đây hả? Ok, đi đây được. Tưởng đâu học ở Việt Nam, cái bằng Việt Nam làm gì trời? Bằng Việt Nam đi kiếm võ ăn sáo với Nguyễn ăn chổi rồi xin việc làm qua mai. Chứ còn xin vô mấy công ty Mỹ chết luôn không được. Tưởng là bằng cấp của Việt Nam mà không được. Đâu cần đâu đâu, tự động nó biết đường nó bê hết. Khi mà tất cả mọi thứ mà nó thuận buồm xuôi gió đó, là biết bao nhiêu công ty bây giờ Mỹ nó rút khỏi nước Tàu, cả nghìn công ty về, mà trong khi công ty của Mỹ cho ông Biden, ổng cho tiền đem về, nhưng mà mình ở đây mình không có đủ labor, thì giờ nó đưa qua Mỹ. Thật sự cái trí khôn của mỗi con người quốc gia nó khác nhau. Mỹ đâu có làm được mấy cái đồ tỉ mỉ mà vi mạch điện tử đồ đâu. Nên cái cơ hội của nước Việt Nam rất là cao, mà chẳng qua là gì, hình như là thích đảng quá, không muốn bỏ đảng đó. Nó mới làm cho cả 100 triệu người ảnh hưởng. Nhưng mà ở ngoài đời nên nhớ nha, mình nói có 4 triệu đảng viên, nhưng mà thật sự chỉ có 200 ông có quyền hành thôi. Chẳng lẽ 100 triệu người mà đi thua có đi sợ 200 người à? Thật sự mấy ông chỉ có 200 người đó mà điều hành hết nước Việt. Nó không phải là 4 triệu nha. Mấy người kia giống như là một cái công việc để người ta vô cái đảng Communist Party thôi. Nhưng chỉ có 200 người mà 100 triệu người lại sợ. Thấy kỳ không? Nói này chắc bị bị chửi nữa, dư luận viên lên chửi, nhưng mà nói sự thật. Phật Bồ Tát không có nói láo. Và mình là cái mối hàng, từ bi cũng không có kẻ thù. À, được có một cái là mấy mấy ông đó đó được Phật thương, nói sau này có đổi đời lại á, các con ở hải ngoại không có được trả thù, lấy ân báo oán. Có nghĩa là chứ còn lấy oán báo oán nó chồng chất sao. Lấy ân báo oán tại nước Việt rồi xả nghiệp, cần mấy ông quan tham này xả giùm cho nước Việt mấy chục năm. Mình phải cảm ơn ổng đó, xả nghiệp giùm á. Nói vậy HO sốc. Bác HO phải không? Bữa có ông HO kia kìa, ông có nghĩa là hiện bây giờ con bị hai cái thế lực. Một là cái thế lực cực đoan HO bên Mỹ lên đây ngồi xỉa sói hàng tuần. Hai là một cái cực đoan ở bên Việt Nam thương đảng, thương Bác Hồ với thương Trung Cộng quá, cũng lên đây kiếm chuyện xỉa sói với mình. Cho nên mình đang ở bị hai cái thế này. Còn đa số mọi người là
đến lúc này anh Kiệt là cái mối hàng là tốt nhất. Tức là mình là cái gối ôm cho mấy ổng, có đập đầu dính cái gối cũng không sao. Mình chấp nhận làm cái gối ôm cruxy. Sao tiếu làm không? Mình có cái nhiệm vụ đó, mission làm cái gói cho mấy ông nhảy xuống. Bây giờ tuốt trên lầu cao rồi, nhảy xuống gì, tôi có gói khổng lồ, nhảy đi không có chết đâu. Nhảy xuống nó còn tưng lên nữa. Có gì hỏi không anh? Hả? Cái gì là Phật? Tôi nói anh phải hỏi có cái đề tài tôi nói chứ anh, tôi đâu biết gì tôi muốn nói. Thơ hả? Thơ này là hai vị nghe người phàm nói chuyện, bây giờ nghe lời của thánh nhân nói phải không? Ở dưới này có ai muốn nghe lời thánh nhân hay là nghe lời người phàm? Thơ cả hai luôn đi hả? Trộn trộn đi hả? Ok, cái này đọc thơ của mấy chi gì nè. Những cái bài này viết cách đây 40 năm về trước, 75 tới giờ là 4 mấy năm hả? 4 mấy năm hả? Của một vị lớn nhất nha. Thử ứng nghiệm sấm thiên ngày trước, mới phân rành lúc được lúc thua. Chừng nào thằng ngốc làm vua, thế gian cạo chọc thầy chùa có râu. À mà nói khúc này á, chừng nào thằng ngốc làm vua, tự nhiên bắt chồng có cái tên lú. Ổng là vua rồi, đúng không? Rồi thế gian cạo chọc thầy chùa có râu. Bây giờ thấy nít Việt Nam á, đài nó thích cạo đầu với dân chơi á. Rồi thầy chùa có râu là thầy Thích Quảng Độ lớn nhất của Phật giáo có râu, đúng không? Cho nên cách đây mấy trăm năm là mấy vị nói chút hết trơn. Tại mấy vị coi cái phim rồi, rồi mấy vị mới viết vô mấy chữ này cho mình. Thời mạc giận biết đâu mà kể, quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên. Nghe là bây giờ á, thấy Trung Cộng nó đốt hết chùa chiền, Việt Nam cũng vậy, đâu có nể gì Phật thánh tiên đâu. Gọi là tam vô, chủ thiết tam vô, tức là vô thần, tức là không có tôn giáo, không có tổ quốc. Tam vô á là không có gia đình, là đảng cộng sản là vậy, của thế giới là gọi là chủ thiết tam vô. Quỷ lộng hành chẳng nể thần tiên, chờ khi đá nổi lông chìm. Đá tức là tưởng giới thạch là Đài Loan, lông chìm là Mao Trạch Đông. Mao là lông, mà đá nổi có nghĩa là khi mà Đài Loan mà thế lực mạnh hiện giờ á, lông chìm tức là Tàu bây giờ bị thế giới tariff là tẩy chay á. Chờ khi đá nổi lông chìm là Trung Quốc giờ xuống, Trung Quốc là của Mao Trạch Đông đúng không? Còn đá nổi là tưởng giới thạch. Và câu này á, chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền bổ cánh lại tìm về xuôi. Chim hiền là mấy người mình ngồi đây nè, 6 triệu người. Bổ cánh tức nghĩa là khi mà cái Biển Đông nhìn nổi sóng lên á, Việt Nam nó như chiếc xuồng nhỏ thôi. Còn Trung Cộng là chiếc xuồng lớn nó kéo lên sau lưng. Mà khi chiếc xuồng lớn nó bị chìm á, thì chiếc xuồng nhỏ tự động bơi mình. Thì tất cả 6 triệu người Việt hải ngoại mình đi về Việt Nam để mà xây dựng đất nước Việt lại. Chờ khi đá nổi lông chìm, chim hiền vỗ cánh lại tìm về xuôi. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ. Có nghĩa là năm thật sự cơ vận nó bị trễ là gì? Thượng đế không có muốn mình chết nhiều, cho nên mình không có tính theo con gà con chó này nữa nha. Anh cứ đọc thôi, tại vì bây giờ tới là tới rồi đó. Thì bển đang đón 10 Việt kiều hải ngoại về đó. Chó nhà sẽ vẫy đuôi đón chủ, trà hoa xưa danh cũ giữ nguyên. Phật bà chứng giám thiện nguyên, tức là Phật bà Nam á, chứng cái lòng thành của những người hiền á, thoát khỏi 2-3 năm Covid để đi về Việt Nam. Hào quang chiếu rạng cửa thuyền sáng soi, trà hoa đạo phùng thời ứng dụng, thiên tâm nhân nhất tụng nam mô. Thời đó là con chưa biết gì còn nhỏ xíu, mà quý vị đã nói là đạo thiên tâm rồi. Thiên tâm nó có cái đạo này, nó có tới trên trời hàng nghìn năm.
Và nó có cái dấu hiệu này lần đầu tiên xuất hiện trong cái quả địa cầu này năm 1979 ở trại tù Nam Hà, tỉnh Hà Nam Ninh, nước Bắc, miền Bắc của nước Việt Nam, của những cái bác HO mà thời ở ngoại đó. Thì dấu này có. Thì cho nên câu này quý vị mới nói là thiên tâm nhân. Thì hiện bây giờ trên thế giới có 30 mấy triệu người là đi theo hiểu về cha về mẹ đó là thiên tâm nhân, tất cả những đứa con họ thiên phải biết đọc kinh ngồi thiền, phải có ngồi thiền nghe để cho mình có cái sự an lạc, chứ còn đọc kinh không á nó cũng không có đủ. Gọi là thiên tâm nhân nhất tụng nam mô, còn đâu chủ thuyết tam vô. Đó là mình mới nói cái chủ thuyết tam vô hồi nãy. Ba Thu nói tiếp sóng to bủa chèn. Ba Thu đó là từ năm 20 Covid-19 thì dài tới đây nè. Ba Thu nói tiếp sóng to bủa chèn, đáo bồ đề giặc tan ai rõ, pháp nạn mùa chịu khó chịu tai, cơ trời có trả có dây, thiên cơ đã định khó thai khó lường, thời cơ tới nhiễu nhương khắp nước. Nhưng mà nước Việt không có ngày nào bình yên hết á, không có tài chánh bị khủng hoảng thì cũng Covid chỗ này chỗ kia, rồi lũ lụt, rồi bữa giờ ở đông miền Trung bị động đất nữa, đủ thứ hết. Thời cơ tới nhiễu nhương đó khắp nước, tức là nước nào trên thế giới cũng bị nhiễu nhương hết. Gán tu thân mới được chứng tri, còn đâu những đứa vô nghì. Những đứa vô nghì là mình biết ai đó, như Putin nè, Tập Cận Bình nè, đó. Rồi ở Việt Nam mình nó có một đống đứa vô nghì á. Còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời, đó là những người mà không có hiểu về đạo thiên đó. Hôm nay cha mẹ đã nói xưa nay đi theo mấy thầy đi sai đường, đưa đạo thiên xuống, vừa tu Phật vừa biết Thượng Đế nữa, thì là mình được như cọp chim cánh. Nhưng mà họ không có hiểu. Còn đâu những đứa vô nghì, còn đâu những kẻ khinh khi Phật trời, nay ta dán lời cơ dạy kỹ, các con dù trời Mỹ trời Âu. Mình ở Việt Nam cách đây 40-50 năm có ai đi hải ngoại đông kiểu này 6-7 triệu người đâu, mà mấy vị đã biết là trời Mỹ trời Âu rồi. Trời đông pháp Phật nhiệm màu, quy về một cõi hẹn câu tao phùng. Nghĩa là sau này mình cũng trở về hết là hẹn câu tao phùng. Vua hiền với tôi trung hiệp nhất. Các vị nói sau này nếu Việt Nam có đổi thể chế cũng không có thể theo đệ tam cộng hòa như kiểu Đào Minh Quân nữa, là vì nước Việt cái trí tuệ nó bị nhồi sọ, cái dân trí nó thấp. Nếu mà theo kiểu mà cộng hòa thì nó sẽ trở thành phát xít, điều hành quốc gia nó thành phát xít như kiểu Đức rồi vậy đó, là không có tốt. Nhưng mà nếu theo dân chủ như những nước dân chủ trên thế giới thì sẽ trở thành độc tài, tại cái dân trí nó không có áp dụng được. Và đồng thời Trung Cộng á, nó muốn lấy hết nước Việt mà lấy không được thì nó cũng sẽ chia nước Việt cái làm đôi. Hiện bây giờ ở Việt Nam Bắc với Nam cũng đang chia ra đôi rồi đó. Ông Bắc nói lưu lót thì làm trưởng, ông Nam nói chuyện dở thì làm phó. Đó là chia rồi, đã là gây cái hận thù hiềm tích trong lòng rồi, thì làm sao mà đưa nước Việt phát triển. Cho nên mấy vị mới nói là vua hiền với tôi trung hợp nhất. Cho nên nước Việt sau này sẽ có một cái thể chế, gọi là thể chế là quân chủ lập hiến, như kiểu Anh Quốc, kiểu Nhật Bản, kiểu Thái Lan, kiểu Mã Lai, đại khái. Thì mấy vị đã nói trước vậy luôn á. Vua hiền với tôi trung hợp nhất, tạo cơ đồ trung lực quốc gia, trà hoa là đạo của ta, hoằng khai chánh pháp, thập bà thưởng ban, cùng các đạo thế gian thờ kính Phật, Chúa trời tột đỉnh hào quang, ba ngôi có Chúa rõ ràng. Có nghĩa là Chúa Giêsu tái lâm đúng không? Là the second, the Jesus. Hello em, xuống nào vậy? Yeah. Tự nhiên nha, chút nói chuyện. Tức là Chúa Giêsu tái lâm lần thứ hai là dấu hiệu này. Dấu hiệu này là của Chúa Giêsu the second.
của Phật Di Lặc nha. Mà cái này á là Đức Thầy dạy việc cách đây rất là lâu rồi đó, là nói sau này Phật Di Lặc xuất hiện có nghĩa là Chúa Giêsu cùng là một người đó, thì Ngài sẽ giải thích cái dấu này. Còn bây giờ ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi, và ai không tin thì chờ lúc đó tin cũng không muộn, gặp Chúa hỏi. Nhưng mà không biết có từ đây mà con có bò tới gặp Chúa hay không mới quan trọng, hay là xuống địa ngục rồi, hay là đi đâu mình cũng không biết. Thì bởi vì mấy vị mới nói gọi là sàng lọc á, là từ ngày mà con lên mạng con lộ cơ cho tới ngày hôm nay là 2 năm mấy là sàng lọc á. Ba ngôi có Chúa rõ ràng, mười phương hữu Phật vẻ vang tương hòa, thuyền Bát Nhã Phật Bà ngự trước. Đây thuyền Bát Nhã là đây, Phật Thánh Tiên lần lượt giá lâm. Hiện bây giờ á, những vị trên trời á, đầu thai xuống mang xác người khoảng mấy nghìn người, cũng giống như là đông lắm, khắp thế giới luôn, quốc gia nào cũng có, nước Việt cũng có. Thì mình là một trong những người lính của Thượng Đế, mình gọi chung vậy đi, soldier của God. Mang xác phàm đi trước, tiên phong, cầm cái anten đi trước đó, cầm cờ đi trước, đánh trống trước. Phật Thánh Tiên lần lượt giáng lâm, độ cho những kẻ thiện tâm, nhân lành gieo khắp nghìn năm cứu đời. Nay ta tạm bế cơ chờ đến, thời cơ sao đón lệnh pháp truyền, trà hoa giữ lấy tâm nguyện, giúp đời hành đạo hữu duyên hữu phận. Đó là lời của Thánh Nhân viết, một người rất là cao. Thì nên chờ khi đá nổi lông chìm á, quá hay luôn ha. Câu kế tiếp thì như là hộ vô đồng cảm của Liễu đã cho. Hả? Cái câu kế tiếp của cái câu đó là như là hộ vô đồng cảm của Liễu đã cho. Đồng hô gồ cảm của Liễu. Nhưng mà cái câu đó là của ông chàng Trình nói. Nhưng mà một vị này á, ngài làm lại một cái bài thơ khác, ngài gom lại của người đó, cũng là một vị thánh. Nhưng mà ngài vị thánh của hiện tại, ngài gom lại, hiểu không? Chứ không phải là của ông Trạng Trình. Của ông Trạng Trình là cái cũ xưa. Uống miếng nước đi. Nghĩa là đúng rồi đó, update. Phật Thánh Tiên cũng update chứ bộ. Tam thu niên đại hoàng niên, Á Âu thế giới đảo điên sóng ngầm. Có nghĩa là hiện bây giờ mấy vị nói sao cái thời điểm là Á Âu thế giới đảo điên sóng ngầm. Có nghĩa là từ ở Trung Đông, Đông Âu, rồi Nga, rồi Tây Âu, rồi tới Á Châu, sóng tức là biển Đông. Tức là Á Âu thế giới đảo điên sóng ngầm. Sorry, sóng gầm. Câu này rất là lợi hại đó nghe, Á Âu thế giới. Bài này chưa bao giờ đọc trên mạng, bữa nay đọc lần đầu tiên này. Mới giờ tìm mà được, tại vì cái tập thơ nó nhiều lắm, mà phải bỏ chừng mấy ngày trời á, ngồi mới soạn ra được mớ bài. Rảnh rảnh thì mới làm, chứ còn bận quá cũng không có làm nữa, mà mấy ngày cũng không có rảnh nữa. Á Âu thế giới đảo điên sóng gầm, nhất thu vào ất 4 năm, tam phân xứ xứ trục tam quy hàng. Trục tức là đồng minh với trục. Trục có nghĩa là những cái khối cộng sản, những cái khối ác, bất thiện, độc tài, dictator với các Marx với Lenin đó, là gọi là trục. Đồng minh là NATO với Mỹ. Đó, Mỹ là đàn anh, ông nghĩ là con của Thượng Đế, đúng không? Đấy, xử cái thế gian này cho nó đẹp mắt. Không có Mỹ, cái thế giới này là xong luôn. Mình không biết là làm nô lệ cho Trung Cộng á. Tam phân xứ xứ trục tam quy hàng, cọp nhìn trồn cáo vên vang, tớ thầy ba chú dọc ngang mấy thời.
biển đông dậy sóng nơi nơi. Đó là biển đông dậy sóng nơi nơi. Thể cơn biến loạn, thời cơ tỏ tường. Tai ương đến với tai ương, Phật ơn cứu độ mười phương khổ trầm. Nhị thu vào ất bảy năm, chim hiền mỏi cánh, trùng thân lạc loài. Thủy rừng đào đá trong tay, tác oai một kiếp một loài tinh ma. Thủy rừng nghĩa là khi Hồ Chí Minh lập đảng cộng sản á, mấy ổng từ trong rừng không à, nó gọi là khỉ. Thì bây giờ khỉ sẽ trở về rừng trở lại. Thủy rừng đảo đá trong tay, tác oai một kiếp một loài tinh ma. Ba thu dù có bao xa, Phật ban tiếng ngọc lời ca vô thường. Ba thu dù có nhiễu nhương, ngôi cao chúa cả phước đường quang lâm. Tam thu vào ất không năm, không năm hợp với bốn năm con gà. Chu kỳ khởi điểm không xa, ba thu hợp đáo như ta đã truyền. Thu này khất khỉ ngã nghiêng, khí yên sông núi phù yên cõi bờ. Mùa xuân ta có câu thơ, chúc an tín hữu đôi lời ta khuyên. Trà hoa tín hữu cường kiên, giúp đời thành thiện trọn nguyện thương nhau. Tiếng gà xào xạc lúc tàn canh, luồng gió tây hiên đổ bức mành. Chó chạy cùng đường ngồi sủa lãng, lợn đi khắp xóm chịu nằm khoanh. Chuột chui nhà trống hang không có, trâu xuống đồng quê ruộng sẵn dành. Mấy kẻ dội vàng trèo vượt bể, tức là nói về thiền nhân rồi đấy. Hùm meo nhảy múa khắp rừng xanh, trâu ra ngoài ruộng để trâu cài. Hổ báo núi rừng lại múa mai, lũ cáo tới lui kêu lẻ bạn. Đàn mèo qua lại gọi xa bầy, sang sông giông tố mưa đang chuyển. Vượt bể ba đào gió muốn quay, dinh nhục giữa đời luôn biến đổi. Chim bằng cất cánh rẽ đường bay. Tự lấy em xuống chai nước rồi tự. Đọc thơ này lâu lắm, vừa đọc vừa nói chuyện chơi. Đọc này mệt lắm, phải về nhà làm một cái clip ít nhất là 2 tiếng ngồi đọc không á mới tập trung đọc được. Thiền Bát Nhã Việt Nam làm đẹp quá ha. Đúng không con? Lấy chai này đi giùm. Trời ơi, nhiều quá vậy. Mình phải ngồi thiền đọc kinh với điển này á. Nó chỉ có giúp được là đi vô mấy nghĩa địa rồi mấy ông ma nó nể một chút, nó xá cái dấu này, nó xá luôn mình phải không? Chứ mấy anh dân chơi thấy cái này hay đâu, nó giật á, tưởng nó vàng nó giật. Còn ma mà ma vô hình nó thấy cái này nó xá. Còn ma đời á thì thấy nó giật vàng mà. Nên coi chừng á, muốn ma nào. Ma nào cũng không sợ. Ngày hôm qua mới ra ngõ trọng, mình có cái ông đệ tử ông làm bảo trì building rồi nè, vừa ngồi xuống ông tới ông nhất á, chết thì lo chết đi, làm đám tang đi không, lợi anh Kiệt nên mướn người khác làm ha. Tôi biết ông chết rồi ông còn nói, nghĩa là ông chết rồi ông từ giả đó, rồi ông chạy tới ông nói kêu mình đi mướn người khác. Cái ông nhất chết không có hết, nói chuyện với mấy người chết thường á.
người nào quen kìa, người nào lạ tới. Mỗi lần vô chùa đông mấy anh dòng linh bu nhiều. Có ai hỏi gì không? Thơ tới cả trăm bài đang đọc tới chắc tới chiều chưa hết. Tới cả trăm bài thơ lận. Không đọc nữa hả? Bác có làm chuyện gì nổi danh không? Những người mà nổi danh á, cả cái tên của mình, cả cái xác của mình cũng có thể để lại đời để cho hậu thế học. Thì nên mình có cái chỗ chôn để cho người ta tới thăm viếng để người ta học cái gương của mình. Còn nếu mà mình bình thường thì mình chôn bình thường thôi. Còn đạo Phật thì đa số là thiêu. Thiêu thì tự vì cái thiết là chết là hết. Nhưng mà đối với những người tu cao, người ta đi về trời người ta không màng cái xác phàm. Còn đối với những người bình thường mà không có đủ cái giới lực mà tu tập á, còn bám vào gia đình, bám vào con cái á, thì dầu cho mình có thiêu mình cũng lẫn quẩn ở đây à. Đa số người Mỹ họ có thiêu có chôn. Nhưng mà khi mình chôn á, mình chỉ có thêm một cái công việc nữa là mình cứ tối ngày ở chỗ cái mộ của mình á, bảo vệ cái xác. Trời ơi, bữa nay cái mặt của mình bị mấy con dồi nó đục, ngày mai cái mấy con dồi đục cái thịt từ từ rã ra, cái thấy xương phải không? Nghĩa là mình sẽ chứng kiến được từ giai đoạn của cái thân tứ đài của mình nó quỷ, giống như bỏ vô axit vậy đó. Mà bỏ vô xích hay là kiểu của Hitler vô làn khói hay lẹ phải không, là phim nó hơi lẹ, còn cái này phim hơi chậm. Mà mình là người coi cùng phim của mình, thì nếu mà mình chấp nhận đau thương để coi cùng phim của chính mình thì mình chôn. Còn nếu mà mình chịu qua cái lò thiêu nóng phùm cái, mình cũng biết đau nghe, biết sợ, nhưng mà thật sự là đau không có đau. Tại lúc mà nhà làm quả táng mình á, mình vô cái lò thiêu á, mình đều đứng đó mình thấy hết.